Chắc chắn mùa giải này thì đội trưởng Đinh Thanh Trung sẽ là một trong những nhân tố rất quan trọng trong áo đùa của Quảng Nam. Như vậy là trong hiệp thi đấu đầu tiên, Quảng Nam sẽ là đội ra bóng trước trong trang phục màu vàng ở bên phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Thị Sơn. Đá phạt tầm thấp nguy hiểm. Vẫn là Thanh Trung. Đánh đầu rất nguy hiểm. Không có bàn thắng cho cầu thủ Quảng Nam. Người vừa có cơ hội đó chính là Hà Minh Tuấn. Gần như tất cả các đường bóng ở hai biên sẽ được hướng đến cái đầu của Hà Minh Tuấn. Rồi người đánh đầu đầu tiên đó là Huỳnh Tấn Sinh. Cơ hội vừa rồi dành cho đội trưởng Huỳnh Văn Ly, nhưng đó không thực sự là một cơ hội rõ ràng. Cầu thủ nơi hàng phòng ngự của Quảng Nam có chiều cao rất tốt, đặc biệt là Huỳnh Tấn Sinh. Hai chuyền bóng rất hay, không được, bóng vẫn còn, dứt điểm. Không vào. Cơ hội nguy hiểm thứ hai của đội khách Quảng Nam ở trong trận đấu này. Và người có cơ hội trong tình huống vừa rồi đó là tiền vệ trẻ Trần Văn Biểu. Văn Biểu đã có một tình huống phối hợp tốt với Hà Minh Tuấn. Rồi là một pha căng ngang của Văn Biểu chứ không phải là một pha dứt điểm. Văn Biểu hoàn toàn có thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Cơ hội được bỏ lỡ đáng tiếc của Quảng Nam. Đánh đầu rất nguy hiểm. Tôi đã cảnh báo những tình huống treo bóng của Thanh Trung cho Hà Minh Tuấn là những tình huống rất chuẩn xác. Ngay kể cả ở những đấu trường như là V-League thì Hà Minh Tuấn cũng là một những cầu thủ đánh đầu rất tốt khi anh phải đối đầu với những trung vệ ngoại bình cao lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy hàng phòng ngự của Bình Phước họ chơi cũng không thực sự chắc chắn. Và bóng bóng có ý đồ vừa rồi là của Văn Ly. Cố gắng kiếm được điểm số trước câu lạc bộ lớn như Quảng Nam. Chúng ta xem lại tình huống, không có một tiền vệ nào của Quảng Nam hỗ trợ cho anh cả. Anh Trung treo bóng cho Minh Tuấn, đánh đầu. Vừa rồi người đánh đầu không phải là Minh Tuấn mà là Hữu Sơn. Tình huống treo bóng của đội trưởng Đinh Thanh Trung có độ chính xác có thể nói là rất cao. Có lẽ trong tình huống vừa rồi thì hàng phòng ngự của Bình Phước đã tập trung rất nhiều vào Hà Minh Tuấn và họ đã bỏ sót Hữu Sơn ở phía ngoài. Những tình huống cố định mà Bình Phước có được. Dứt điểm nguy hiểm, không vào. Và đá phạt có thể nói là quá chất lượng đến từ Nguyễn Xuân Hướng. Không phải, người đá phạt trong tiếng vừa rồi là Nguyễn Thành Công. Và đá phạt chân trái rất tốt của Thành Công. Rõ ràng là thủ thành Văn Chiến đã bó tay. Cột dọc đã cứu thua cho Quảng Nam trong tình huống vừa rồi. Tình huống rất đáng tiếc của đội chủ nhà Bình Phước. Nguy hiểm. Và đấm bóng chính xác của Văn Chiến. Trần Vũ kịp không? Không kịp rồi. Người tiếp bóng trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ vừa vào sân thay người Lưu Công Sơn, một cầu thủ đến từ Viettel gốc Thanh Hóa.
Đánh đâu? Không được. Những tình huống cố định như vừa rồi chắc chắn sẽ là những cơ hội cho Bình Phước. Việc triển khai lối chơi để tìm cơ hội cho Bình Phước là không nhiều. Nhưng những tình huống cố định như thế này, nó sẽ là những cơ hội rõ ràng hơn. Văn Chiến đã thoát thua sau một pha đá phạt của Nguyễn Thành Công rất không chính xác. Pha đá phạt của Lưu Công Sơn. Công Sơn cũng chính là cầu thủ vào thay cho Nguyễn Thành Công. Nguyễn Thành Công cũng là một cầu thủ thuận chân trái. Nhưng pha đá phạt trong hiệp thi đấu đầu tiên của Thành Công là tốt hơn rất nhiều so với Lưu Công Sơn. Cảm giác thi đấu không được. Đến Thành Trung dứt điểm, bóng đi chệch cột dọc. Đây có thể coi là pha dứt điểm đầu tiên của Quảng Nam ở hiệp thi đấu thứ hai này. Để đến từ những pha lộn xộn trong vòng cấm của Bình Phước. Nhưng vừa rồi cũng không phải là một cơ hội quá nguy hiểm. Pha lật bóng của Trịnh Văn Hà. Tiếp tục đến với cái đầu của Hà Minh Tuấn. Một pha đã đánh đầu chiến thuật của tiền đạo bên phía Quảng Nam, đồng đội của mình. Đó là cầu thủ mới vào sân Văn Đô. Phút thứ 66 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều cho Quảng Nam. Mình nhớ rằng Bình Phước ở mùa giải năm trước không phải là một câu lạc bộ mạnh ở hạng nhất. Nhưng ở ngày hôm nay thì họ đã gây rất nhiều khó khăn cho Quảng Nam. Dứt điểm, tỷ số đã được mở cho cầu thủ Bình Phước. 1-0. Không phải như vậy. Trước khi đó thì trọng tài Văn Tạo đã nổi hồi còi để thổi phạt cao thủ Bình Phước. Tiếng còi đã được cắt trước đó. Chúng ta có thể nhìn thấy sự nóng nảy bên phía ban luyện của Bình Phước. Nếu vừa rồi là một bàn thắng thì nó là một bàn thắng rất đẹp của trận đấu này. Và sút bóng rất đẹp của Trần Vũ. Có lẽ trọng tài đã bắt lỗi cản người không bóng của đội trưởng Huỳnh Văn Ly. Với một góc sút như thế này. Đinh Bảo. Không được. Lực đi của cú sút là tương đối tốt nhưng hướng đi của trái bóng là không thực sự hiểm hóc. Đúng vào vị trí của thủ thành Đình Triệu đã chọn sẵn. Tình huống vừa rồi, nhưng các cầu thủ Quảng Nam đã bỏ lỡ cơ hội, đó là Văn Đô. Cơ hội họ có được trong hiệp thi đấu thứ hai này là không nhiều. Các cầu thủ Quảng Nam sẽ về sân nhà để tiếp đón Phố Hiến, trong khi đó thì Bình Phước sẽ đến làm khách ở sân Long An. Đây chắc chắn sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Một trận đấu thất vọng đối với Quảng Nam. Cũng có thể nói là một trận đấu thành công của Bình Phước. Nhưng huấn luyện viên Phan Trị Sơn cũng có quyền tiếc nuối khi mà các học trò của ông đã có những cơ hội rõ rệt. Đặc biệt là bàn thắng bị từ chối của Bùi Trần Vũ. Một trận đấu có thể nói là tương đối hài lòng với Bình Phước. Trận ra quân với một đội bóng rất mạnh đến từ V-League. Và họ đã kiếm được một điểm. Trong khi đó thì rõ ràng là đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công còn rất nhiều việc phải làm ở mùa giải hạng nhất năm nay. Nếu như họ muốn quay trở lại V-League ở mùa giải năm 2022. Vòng đấu đầu tiên thì hai đội bóng rất mạnh và được đánh giá cao mùa giải năm nay, đó là Bà Rịa Vũng Tàu và Khánh Hòa, đều đã có chiến thắng trên sân khách. Chính vì vậy ở những vòng đấu sau, Quảng Nam sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều.